Video này mình muốn giới thiệu với anh em cùng các bạn cái cổng chuyển đổi USB-C 5-trong-1 của hãng Litas. Ở đây thì chúng ta có cái cổng chuyển đổi từ USB-C ra các cái cổng như là USB 3.0, SD card, micro SD card và USB-C. Thiết bị này là một thiết bị có thể nói là rất là nhỏ gọn và giá cũng rất là hợp lý, giá chỉ dưới 1 triệu. Anh em quan tâm thì có thể truy cập website uscom.vn hoặc là có thể comment phía bên dưới để được tư vấn về cách sử dụng cũng như là cấu hình hoặc là giá của sản phẩm. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Khi mở hộp cái thiết bị này thì chúng ta sẽ thấy ngay ở đây, ở phía trên chúng ta có cái logo của hãng Litas và ở đây là cái đèn báo tín hiệu. Ở phía bên đầu này chúng ta có một cái chân cắm USB để lấy từ nguồn máy tính của chúng ta, và phía mặt sau chúng ta cũng có cái logo của hãng Litas. Ở đây thì chúng ta có cái cổng bên đối diện, chúng ta sẽ có một cái cổng USB-C để chúng ta có thể cắm sạc cho cái thiết bị của chúng ta. Và bên cạnh đó là hai cổng đọc thẻ, một cổng là SD và một cổng micro SD. Bên cạnh đó là hai cổng USB 3.0. Thiết bị này cho phép chúng ta xuất ra hai cổng USB 3.0, chúng ta có thể kết nối với chuột. Phía bên này thì được gia cố bằng một con ốc vít và chúng ta có thể tháo ra rất là dễ dàng qua hai cái phần được bắt vít ở đây. Thiết bị này thì được thiết kế hoàn toàn bằng hợp kim nhôm. Sản phẩm thì được bảo hành lỗi đổi trong vòng 1 năm. Anh em quan tâm thì có thể truy cập website hoặc liên hệ trực tiếp với shop. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích nhớ like và chia sẻ cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.